đó là cái chung cư Decon nha quý anh chị, và nằm ngay đây là khu vực phường Đông Hòa của thành phố Gia An, tỉnh Bình Dương. Thì ngày hôm nay gửi đến cho quý anh chị tham khảo một lô đất nằm ngay tại đường Phùng Khắc Khoan, kế bên đây là làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh này quý anh chị ơi. Và cái lô đất sát ranh bên cái bờ tường của căn nhà này nè quý anh chị. Lô này thì hiện tại là có hai mặt tiền đường nha quý anh chị ơi, và đây là cái mặt tiền trước này, mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan. Lô này 72m2 và có mức giá là 3,2 tỷ thôi quý anh chị, một mức giá cũng nói chung là khá là tốt cho một lô đất hai mặt tiền đường nha, ngang 6 và dài là 12 này quý anh chị, quá đẹp. Đó, ở sau kia là cái mặt tiền phụ này quý anh chị ơi. Đó, phun hết thổ cư nha, xây tự do, sổ hồng riêng. Và đi ra đây có mấy chục mét thôi quý anh chị, đường cắt ngang phía trước đó là đường Tô Vinh Diện. Mình rẽ phải là ra được đường quốc lộ 1K, ra với khu vực ngã ba cây lớn rồi chợ Đông Hòa nha quý anh chị, và về thành phố Hồ Chí Minh, cầu vượt Linh Xuân Đức, nó đó khoảng tầm 4 km thôi. Còn mình rẽ ngược, hướng ngược lại này, rẽ đi vô á là vô làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Kết nối qua được hướng khu du lịch Suối Tiên, bệnh viện Ung Bướu, bến xe miền Đông mới. Đấy, quá tuyệt vời quý anh chị ơi. Đấy, một lô đất mà có cái con đường kết nối phải nói là cực kỳ rộng rãi thông thoáng này. Đó, quá đẹp. Và nằm ngay đây là làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì quá tuyệt vời. Những quý anh chị nào đang công tác làm việc trong khu vực làng Đại học Quốc gia có thể tham khảo thêm lô đất này, thuận tiện cho việc mình đi lại sinh hoạt và công việc thường ngày thì quá tuyệt vời luôn. Phun hết thổ cư nha quý anh chị, 6 x 12 và 72m2, xây dựng tự do. Đó, một lô đất phải nói cực đẹp, hai mặt tiền đó. Anh chị về đây muốn xây mặt nào thì xây, xây mặt Phùng Khắc Khoan cũng được mà xây mặt kia cũng được nhá. Đó, mình muốn xây hướng nào thì mình xây nhá, quá đẹp. Lô đất này phải nói cực kỳ tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Ở đây còn một lô, hai lô, à đây còn ba lô nha quý anh chị. Nguyên cái lốc đất này là còn ba lô, cắm ranh lộ giới hết rồi kìa quý anh chị ơi. Đó, anh chị thấy ngay cái thùng rác đó, nó có cái mốc đỏ á. Đó, cắm ranh lộ giới hết rồi, quá đẹp nha. Lô đất này phải nói cực kỳ ok, 3,2 tỷ còn thương lượng, còn nói chuyện thoải mái. Thì anh chị nào mà xem được video của em ưng ý thì cái liên hệ em sẽ dẫn đi xem thực tế và hỗ trợ đầy đủ thông tin cho toàn thể quý anh chị, cũng như là làm việc cho quý anh chị được cái mức giá tốt nhất có thể nha. Đây, một lô đất phải nói hai mặt tiền đường, bên kia một dãy nhà này quý anh chị ơi. Đó, quá ok nha quý anh chị. Rồi, anh chị thấy ưng ý thì liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến lô đất này. Và ngoài ra em còn rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất của toàn thành phố Di An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Tất cả đều có sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay cho mình bất cứ lúc nào anh chị muốn. Đó, anh chị có thể dễ dàng hình dung nha. Đường Tô Vinh Diện phía trước này, đấy, đường Phùng Khắc Khoan, đường Tương Vinh Diện, và đó là chung cư Decon nằm ngay hướng quốc lộ 1K. Đấy, và đây là làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh này quý anh chị ơi. Phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. 3,2 tỷ, 72m2, ngang 6, dài 12 nha quý anh chị. Còn thương lượng, còn nói chuyện thoải mái. Đó, rồi anh chị thấy ưng ý, alo cho em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.